đến với kênh Bất Sạc Quang Linh. Đường này là đường tỉnh lộ 328 các chị. Và trong video này em sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất rất hợp cho anh chị đầu tư. Cách đường tỉnh lộ 328 chỉ có 100m. Đất có sẵn thổ cư và giá rất hợp cho anh chị đầu tư các chị. Từ vị trí này cách chị đi thẳng 1 km sẽ đến chợ Ủy ban nhân dân xã Bồ Lâm. Và cách trường cấp 2 là 300m các chị. Mời các chị cùng di chuyển theo em đi vào vị trí của lô đất nhé. Đường trước đất là đường nhựa rộng 8m. Con đường mới được đổ lại các chị, rất là đẹp. Khu vực dân cư cực kỳ là đông. Em có bay flycam cho các chị xem. Tại vị trí này người ta kinh doanh buôn bán rất là nhiều. Và vị trí của lối kế bên căn nhà này các chị. Và trên màn hình là vị trí chính xác của lô đất mà em muốn giới thiệu cho các chị trong video này. Diện tích của lô đất này là ngang 10, dài 26m. Trên đất đã có sẵn 80m² đất thổ cư, nằm ngay khu dân cư hiện hữu thuộc xã Bồ Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Anh chị có thể thấy tại vị trí này nhà cửa xây dựng rất là nhiều các chị. Đường trước đất là đường nhựa mới đổ, đường này rộng 8m. Và từ vị trí đất chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được đường tỉnh lộ 328 các chị. Cách đường tỉnh lộ 328 chỉ có 100m. Em có bay flycam cho các anh chị xem. Tại vị trí này nhà cửa xây dựng rất là nhiều các chị. Và đây là vị trí chính xác của lô đất này. Chủ đã cắm cọc ranh giới của lô đất rất rõ ràng. Từ cái sắc này các chị kéo qua phía bên này là ngang 10, dài xuống như kia là 26m. Trên đất đã có sẵn 80m² đất thổ cư, nằm ngay khu dân cư hiện hữu các chị. Tại vị trí này người ta kinh doanh buôn bán rất là nhiều và giá rất hợp cho anh chị đầu tư. Đường trước đất là đường nhựa rộng 8m của đường thông. Và hiện tại giá bán của lốt này là 1,2 tỷ các chị, tính ra một mét ngang là 120 triệu trên một mét ngang. Từ vị trí đất cách chợ Ủy ban nhân dân xã Bồ Lâm là 1 km các chị. Một lô đất rất là tiềm năng, rất gần với đường tỉnh lộ 328, nằm ngay trung tâm của xã Bồ Lâm, nằm ngay khu dân cư cực kỳ là đông. Đất thì cao ráo bằng phẳng, đã có sẵn 80m² đất thổ cư và giá chỉ có 120 triệu trên một mét ngang. Anh chị nào quan tâm về lô đất này, hãy kết nối trực tiếp Bất Sạc Quang Linh theo số điện thoại quen thuộc 0986 606 314 để em có thể tư vấn cho các chị một cách nhanh chóng và chính xác nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các chị.